Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Vì sao không thể nghe quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube? Khi theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Lào tại AFF Cup 2020 trên nền tảng YouTube, cổ động viên không thể nghe ca khúc Tiến quân ca. Đơn vị giữ bản quyền AFF Cup Next Media lý giải sự việc với dòng chữ ghi trên màn hình: vì bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường. Mong quý vị khán giả thông cảm. Đây không phải là sự việc mới diễn ra. Hồi giữa tháng 11, dư luận từng bức xúc khi ca khúc Tiến quân ca bị vướng vấn đề bản quyền dù tác giả, cố nghệ sĩ Văn Cao đã hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc Việt Nam. Vào thời điểm lễ chào cờ trận tuyển Việt Nam và Lào diễn ra, video phát trực tiếp trên kênh của Next Media đã diễn ra được hơn 51 phút và có khoảng hơn 1 triệu người theo dõi trực tiếp, cao nhất về lượng truy cập trên lãnh thổ Việt Nam ở cùng thời điểm. Nếu bản Tiến quân ca phát tại lễ chào cờ ở AFF Cup bị YouTube đánh bản quyền, nền tảng này sẽ tự động tiến hành gỡ video trực tiếp bất chấp lượng truy cập lớn. Việc tắt tiếng bản Tiến quân ca giúp video phát trực tiếp có thể tồn tại mà không lo vấn đề bản quyền. BH Media, đơn vị đứng ra đăng ký sở hữu bản quyền ca khúc Tiến quân ca, từng báo cáo cũng như xóa các video có ca khúc này trên các nền tảng YouTube. Sau khi bị lên án, đơn vị này cho biết họ không nhận sở hữu bản quyền ca khúc Tiến quân ca mà được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý và khai thác một bản ghi Tiến quân ca trên nền tảng số. Bản ghi này do Hồ Gươm Audio sản xuất. Hồ Gươm Audio là chủ sở hữu của bản ghi nói trên. Nếu tài khoản nào đăng video sử dụng chính xác bản ghi Tiến quân ca do Hồ Gươm Audio sản xuất thì YouTube gửi thư thông báo xác nhận bản quyền và tiến hành gỡ video. Hệ thống này cho phép chủ sở hữu bản quyền phát hiện ra những video trên YouTube có chứa nội dung thuộc bản quyền sở hữu của họ. Đây cũng là công cụ để chủ sở hữu bảo vệ bản quyền sản phẩm của mình cũng như thu tiền quảng cáo từ YouTube. Tuyển Việt Nam ra quân tại AFF Cup với trận đấu gặp Lào, Công Phượng và Văn Đức lần lượt ghi hai bàn giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có khởi đầu thuận lợi. Thưa quý vị, Covid-19 đã khiến cho nền kinh tế của Việt Nam thiệt hại hơn 847.000 tỷ đồng. Nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021, một lần nữa cho thấy những khó khăn mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt. Diễn đàn nhằm tìm ra các luận cứ khoa học làm cơ sở để đưa ra các gói phục hồi phát triển kinh tế trong những năm tới. Nhiều gói hỗ trợ được đề xuất 5%, thậm chí là 8% GDP. Tuy nhiên, để đưa ra các con số đó thì phải giải quyết được bài toán tìm vốn cho nền kinh tế. Câu hỏi đầu tiên là tiền đâu? Đây là vấn đề rất quan trọng, có tiền mới thực hiện được gói hỗ trợ. Trên quan điểm như vậy, chuyên gia Trương Văn Phước cho rằng nên ưu tiên việc huy động vốn thị trường trong nước. Với xu hướng lãi suất quốc tế đang tăng dần, việc vay nợ nước ngoài chưa thật phù hợp thì nguồn tài chính chủ yếu là vay nợ trong nước. Tiền ở trong dân còn nhiều. Dân là ai? Dân là doanh nghiệp. Dân là ai? Dân là các ngân hàng thương mại, là các quỹ, vân vân và vân vân. Dân đây không phải là người dân. Cho nên tôi rất đồng tình cái việc là chúng ta huy động ở trong thị trường. Thế thì cái trái phiếu chính phủ của Bộ Tài chính tôi cho rằng là có một bước tiến rất dài. Vì sao? Bộ Tài chính đã huy động thông qua cái công cụ này đến trên 2 triệu tỷ. Mà ngày trước là kỳ hạn rất ngắn. Bây giờ chúng ta kéo kỳ hạn lên 12-13 năm. Lãi suất hồi đó 10%. Bây giờ chúng ta kéo xuống còn 10 năm chỉ có 2,09, rồi thì 30 năm khoảng 2,7, 2,8 gì đó, tôi cho rằng rất tốt. Cho nên cái này là một nguồn lực vô cùng quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, chính sách tài khoá tác động đến lạm phát thì ít, nhưng tác động đến lãi suất làm tăng lãi suất. Điều này cũng khá phù hợp với mức độ sắp tới khi các ngân hàng trên thế giới thắt chặt dần nới lỏng tiền tệ hoặc các gói hỗ trợ. Vì vậy, việc thu hút nguồn lực thực hiện hỗ trợ phục hồi kinh tế như cho các định chế tài chính, mua trái phiếu, có thể nới các chỉ tiêu bội chi, nợ công. Thu hút nguồn lực, ví dụ từ ngân hàng nhà nước cho tài khoá để mà phục vụ cái chương trình này, hay là cái phát hành trái phiếu mà các ngân hàng thương mại có thể mua một cái tỷ lệ lớn, để mình vẫn là các cái định chế tài chính mua trái phiếu thôi. Thế thì cái tác động nào đến tiền tệ và qua đó đến lạm phát, thì với cái mức độ khống chế về cái mức tín dụng, rồi cái điều linh hoạt của chính sách tiền tệ, thì tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội tốt để mình có thể suy nghĩ hơn về cái bành trướng tài khoá thêm một chút. Về phía OECD, tổ chức này nhận định Việt Nam có tiềm năng kinh tế rất lớn. Trước đại dịch, thành tựu kinh tế của Việt Nam rất nổi bật,
với mức tăng trưởng GDP trung bình gần 7% mỗi năm. Tuy nhiên, từ những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, Việt Nam nên tìm cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ở nhiều quốc gia, những người chưa tiêm chủng phải chịu các hạn chế. Ví dụ như ở Áo và Đức, họ phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được đi máy bay, đi tàu hoặc đến nhà hàng. Trong khi những người tiêm chủng đầy đủ được miễn các hạn chế này. Thứ hai, các giải pháp hỗ trợ kinh tế vĩ mô cần phải mạnh mẽ và nhanh chóng. So với các nền kinh tế phát triển, việc triển khai các gói hỗ trợ chính sách còn ít và bị trì hoãn ở nhiều nền kinh tế mới nổi. Điều này dẫn đến sự phục hồi kinh tế thất bại. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cũng cảnh báo một nguy cơ. Kinh tế đang có hiện tượng chuyển vốn chậm. Nguy hiểm hơn là vốn đang chảy vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán. Vì vậy, để vốn đưa vào nền kinh tế hiệu quả, cần tăng giải ngân đầu tư công và thay đổi phương thức tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp. Đây sẽ là một phương thức tốt để giải quyết điểm nghẽn về hấp thu vốn cho nền kinh tế. Trong khi hàng vạn học sinh lớp 12 tại Hà Nội trở lại trường vào sáng nay trong tâm trạng lẫn lộn, vừa mừng vui vừa lo âu, thì cũng trong sáng nay, không ít trường trung học phổ thông tư thục và tự chủ trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa mở cửa trở lại. Lý do chủ yếu bởi phần lớn phụ huynh chưa yên tâm cho con đi học trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Trước ngày đi học trực tiếp trở lại của học sinh, trường trung học phổ thông Marie Curie đã lấy ý kiến phụ huynh về việc có nên cho con tới trường vào ngày 6 tháng 12. Kết quả, cơ sở Mỹ Đình có tới 82,35%, cơ sở Văn Phú có 74,3% phụ huynh chưa muốn cho con tới trường. Đa số phụ huynh muốn con học trực tuyến thêm một thời gian cho tới khi con được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Xu hướng tâm lý của phụ huynh bày tỏ là muốn học sinh được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID đủ thì cái khả năng phòng chống dịch bệnh nó tốt hơn và người ta sẽ yên tâm hơn để các con đi học. Còn tại trường Lương Thế Vinh, nhà trường muốn chờ sang tháng 1 năm 2022 mới đón học sinh trở lại vì hiện nay các em chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, theo nhà trường, học sinh đã làm quen và học ổn định với hình thức trực tuyến. Nhà trường cũng đã xây dựng được hệ thống kiểm tra đánh giá hạn chế việc gian lận. Do đó, thời gian đến trường trực tiếp lùi lại một vài ngày nữa cũng không ảnh hưởng gì. Lương Thế Vinh chưa đi học được là vì học sinh Lương Thế Vinh là từ khắp mọi nơi, tức là mọi quận huyện ở trên địa bàn Hà Nội đến đây học. Và có thể có những vùng thì là vùng xanh, nhưng có những vùng các con ở là vùng đỏ, vùng cam. Thế vì vậy cái điều đó chính là ba cái yếu tố đó thì dẫn đến cái việc là ban giám hiệu cùng với hội đồng quản trị là quyết định là cho các con xin lùi học lại để đảm bảo cái đầu tiên là cái việc an toàn đối với học sinh khi đến trường học. Tại Hà Nội, khi phát hiện F0 trong trường học đó sẽ tạm thời phong tỏa. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1 cách ly ngay tại lớp. Quy định này cũng còn khiến nhiều người băn khoăn. Tất nhiên là phong tỏa ngay cái lớp học, giáo viên, học sinh, người lao động có liên quan đến cái lớp học ấy thì phong tỏa cái đã. Thế đấy là phong tỏa hẹp. Rồi xử lý cái trường hợp nghi nhiễm để xem có nhiễm dương tính hay là âm tính theo quy định của chuyên môn. Chứ còn cả trường thì phải để cho nó hoạt động bình thường. Chính là cái quyết định đấy của Sở Giáo dục là nếu như trường nào có F0 thì sẽ cách ly toàn trường. Thì chính theo tôi thì là nó làm xáo trộn cái sự học tập của các con. Bây giờ các con đi học đang rất là mừng được đến trường, đi học được 1-2 ngày, sau đó phát hiện F0, cô trò lại trở về học trực tuyến. Và sau đó thì nhà trường lại phải đóng cửa. Trong văn bản chỉ đạo thì có nói là không làm cho học sinh phụ huynh hoang mang. Thế là đúng, bởi vì trước khi đến trường hiện nay người ta đang hoang mang. Thế mà xuất hiện một trường hợp nghi nhiễm ở trong trường mà đã báo động toàn trường. Thì làm sao mà không hoang mang được.
Các chuyên gia y tế cũng cho rằng việc phong tỏa tạm thời toàn trường hay một khu vực khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong trường học là không cần thiết và chưa hợp lý trong bối cảnh hiện nay.